Một buổi sáng nắng đẹp trời này, Dung ra vườn Dung hái ít rau dào, rồi mình làm một bữa cơm là ngon lành luôn cô chú anh chị và các bạn. Bên này là bụi bầu nè, bụi bầu bây giờ nó ra trái nhiều lắm cô chú anh chị và các bạn ơi. Mỗi mắt mỗi trái, mỗi mắt mỗi trái đó. Trái nó mê luôn. Còn bên này ở dưới này là bụi dưa leo nè. Dưa leo bữa hôm nay là Dung ăn được mấy trái rồi nè. Bữa nay trái này lớn nữa nè. Hái được 4-5 cái rồi đó, ăn ngon lắm cô chú anh chị và các bạn. Hái vào mình ăn ngọt là mê luôn. Chỗ này là non này, mình là mình hái được rồi đó, mình hái vào mình nấu canh, mình là xào là ngon lắm này. Xà lách son đó cũng dở trồng lắm á cô chú anh chị và các bạn. Bữa Dung mới trồng á cô chú anh chị các bạn nào mà xem video mà bữa Dung mới trồng á, là mình gắt xong rồi mình bỏ đất lên đó là nó lên nữa. Dạ ngon lắm này, quá trời non luôn. Hôm nay người ta đổ rác này ha. Rau mà non quá là chắc Dung không có bỏ gì hết á, gắt hết luôn, non quá gắt. Cắt sướng cái tay luôn á. Một bó vậy ở ngoài chợ chỗ Dung á, người ta bán 3 đô á cô chú anh chị các bạn, 3 đô một bó vậy đó. Ôi, ngon. Đỡ lên cao luôn. Thấy mơ quá luôn này. Hai thùng mà cái thùng này á là Dung mình nhân giống ra thì nó mau lớn hơn, cái kia là nó chưa có lên. Rau này là giữa Dung trồng ở trong thùng mà chịu nước, mình mà chớ nước, mình tưới nước nhiều nhiều vô. Ủa, non quá luôn hai cô chú. Mình cái trồng cái trong thùng á, nhỏ nhỏ gọn gọn, mình dỡ chăm sóc rồi là cứ mỗi lần mình ăn á là mình cũng vừa đủ bữa ăn luôn. Ui, quá trời non luôn. Rồi, một rổ luôn này cô chú anh chị và các bạn, Dung hái hết cái thùng này luôn. Dung cắt xong rồi á là bắt đầu á Dung bỏ thêm một lớp đất. Phủ một lớp đất á, mình phủ xong rồi mình là tưới nước. Tưới nước lên nữa là nó mê luôn, nó lên mê luôn. Wow, rau này á nó non á, mình xào thịt bò, mình nấu canh tôm nữa ăn cũng ngọt ngon lắm. Dùng hái hết cái rau lam này luôn để cho cái bụi bí và nó phát triển nó lớn này. Rau lam như một rộng năm chọn này, quá trời này nó lên như là bồn luôn này. Ôi, wow, tốt ơi là tốt luôn, thơm lắm đó. Wow, nắm rau răm lấy vào mình nấu canh luôn này, quá trời tốt luôn. Cái đây bụi bí này cô chú anh chị và các bạn đó, Dung hái nữa nhau bây giờ bụi bí cho bắt đầu nó lên. Còn bên trong này là rau nữa này, bên này nữa này, bên này là một hai thùng rau còn nước này. Dung hái được một rổ xà lách son này, non tươi luôn này, rồi là một nắm rau răm với cần này. Rồi là bây giờ là Dung vào bếp Dung làm cơm, Dung mời cô chú anh chị và các bạn nghe. Mong cô chú anh chị và các bạn xem video của Dung rồi nhớ ủng hộ Dung bằng cách là bấm đăng ký, subscribe, like và share nha. Dung xào xà lách son á, Dung mua miếng thịt bò thăn này. Thịt bò thăn á mình xào cho nó mềm. Thịt bò thăn là xào là mềm ngon lắm nè, giờ Dung cắt nhỏ nhỏ ra thôi. Cắt nhỏ nhỏ miếng miếng này. Mỏng mỏng nhỏ nhỏ. Bỏ vào
bỏ vào cái thau đó rồi dùng ướp ướp chút xíu rồi dùng dây xào. Dạ, cắt ngay củ hành toi luôn, dùng muỗng cắt mỏng mỏng thôi, vừa vừa thôi chứ cũng không có mỏng lắm, múi gâu với mà múi gâu nhỏ nhỏ. Hành này, hành lá của nhà Dung này nhiều quá luôn, Dung cũng cắt cắt khúc khúc để mình xào cho nó thơm luôn, hành củ hành lá xào bỏ cho nó thơm luôn. Giờ Dung ướp thịt bò trước khi Dung xào á, cô chú anh chị và các bạn, Dung bỏ vào một xíu tỏi này, tỏi cho nó thơm, rồi lại chút xíu muối, ít muối thôi, đó, chút xíu bột nêm gà, rồi là xíu dầu hào luôn, dầu hào cho nó thơm, một muỗng dầu hào cho nó thơm, đó, rồi là chút xíu đường cho nó thơm, rồi chút xíu tiêu, tiêu cho nó thơm, đường cho nó ngọt nhé, tiêu cho nó thơm, rồi chút xíu dầu mè cho nó thơm luôn, xào cho nó thơm, dạ, rồi là Dung trộn đều lên. Trộn đều lên Dung nữa 5-7 phút thôi, thịt bò đó cũng mau thấm lắm. Đó. Rồi cho dầu đắm rồi Dung bỏ tỏi vào phi lên cho nó thơm, phi lên cho nó thơm á, Dung xào thịt bò trước. Bỏ rồi bỏ xíu hành tỏi vào, thôi vào cho nó thơm, tỏi hành tỏi nó thơm. Rồi là Dung bỏ thịt bò vào, thịt bò Dung ướp cũng 5-7 phút rồi nè, xào ở Dung mở lửa lớn lên đó cho thịt bò nó khô ra nước, mà thịt bò nó còn nhanh chín á, Dung xào mình là vừa chín tới rồi để mình đổ ra, xong rồi Dung xào xà lách son, rồi để mình đổ thịt bò lên xà lách son, rồi vừa chín tới rồi là bắt đầu à Dung bỏ lá hành vào, bỏ củ hành vào nữa luôn, trộn đều lên, trộn đều lên là mình tắt bếp rồi là mình xào xà lách son. Dạo đắm rồi Dung chớ xíu dầu vào rồi, giờ Dung xào xà lách son, rồi bỏ tỏi hành vào phi lên cho nó thơm. Này cái mùi thơm bát ngát rồi đó, thơm quá rồi, giờ Dung bỏ xà lách son vào. Wow, nó ngon lắm này, Dung mở lửa lớn lên luôn cho nó khỏi ra nước mà nó còn mau chín rồi. Rồi vậy là Dung bỏ vào một muỗng bột nêm gà, rồi là một chút xíu đường, dạ chút xíu đường, nếu Dung không có bỏ muối tại thịt bò là mình có xào nó thấm rồi á, thì Dung xào lên trộn đều, xào lên đi chút xíu nó xẻo nó chín á, còn nghĩa là mình bút ra dĩa mình đưa thịt bò lên luôn. Tỏi hành ở dưới này, dạ thơm quá luôn. Một chảo mà bây giờ mình xào á nó xẻo xuống này cô chú chị các bạn, non quá mà non quá ngon luôn, ăn là ngọt lắm này đó. Xong mình múc rồi, xong rồi Dung đỡ thịt lên ở trên, rồi là Dung đỡ thịt bò lên, bỏ thịt bò lên ở trên. Hai món này là ngon luôn. Hôm nay Dung làm một món này, nhưng mà cũng đầy đủ, có thịt, có rau, có là cũng đầy đủ chất. Rồi là cái này là ớt này, bỏ thêm vô xíu cho nó đẹp nha. Cái này là ớt beo á, Dung cũng cắt ra này để mình đỡ lên cho nó đẹp. Đó. Mình ăn rồi mà vừa ngon mà lại vừa đẹp nữa.
là ăn ra nó nhiều cơm chút xíu, ăn nhiều cơm rồi nó lên phao. À, đẹp quá luôn. Bỏ thịt bò vô nhiều. À. Dung mời cô chú anh chị và các bạn ăn cơm cùng với gia đình của Dung. Thịt bò xào với xài lách son. Món này mình ăn cơm trắng cũng được, mà mình ăn bánh tráng bè cũng được luôn. Không, ăn không. Ăn không cũng được luôn, nhưng mà uống nước hơi nhiều. Dung mời nha. Mời cả nhà. Dạ. Ăn cơm với rau gì? Xà lách son. À, xà lách son, xào thịt bò. Thịt bò mềm bại ngon đúng không? Xà lách son ngon. Nhiều đó. Một rọ đó là Dung xào một nửa ra. Thế chắc một rổ đầy còn như vậy nữa. Sẽ dữ nữa. Ở thịt bò không chấm nữa hả? Không, vừa đắm rồi. Ớt gì hả? Vừa ngon quá. Mềm không? Bò mềm ngon không? Ăn với ớt rồi. Bò cái bò gì? Bò thăng hả? Bò thăng. Ờ, thăng nó mềm hết rồi. Thăng nó mềm, ngọt. Wow, đi ra không nè. Chăm nước rồi. Nước không? Làm nước vừa hết rồi. Nhằm ăn nhiều, thích ăn nước, nước ngon hơn. Em chứ nước có ngọt ra. Nước ngọt luôn. Thịt đấy là rau có ra. Mấy thịt bò mềm ngon rồi. Đúng là cái muỗng. Con muỗng mà. Cái muỗng. Lấy muỗng hả? Dùng nguồn nướng ra bánh đam bè nữa nè. Em bánh đam bè nữa ngon. Món này em bánh đam bè là hết ý luôn. À, cái này ngon hơn, tôm hơn cái này ngon hơn. Hai cái cá nào ngon không? Đó. Mà mỗi khi Dung nữa ăn ai Dung thích ăn bánh tráng lắm cô chú anh chị và các bạn. Nhà Dung á, ở bên Việt Nam á, anh chị về xong rồi tráng gửi qua nhà Dung. Thường lúc nào Dung cũng có bánh tráng ở trong nhà. Bánh tráng Việt Nam ăn ngon. Ăn bánh tráng hoài không ngán luôn á. Giống cái gì mình Việt Nam á, mình ăn cơm. Ăn cơm à? Ngày nào phải cơm. Thấy ăn cơm à? Mình quen rồi, ngày nào phải ăn cơm. Cơm với nước mắm là cho nó chắc bụng hơn. Nằm, em nếu đang bì bỏ cái thịt bò lên á, bánh tráng ngon lắm. Nè, phải không ớt nữa rồi. Đó, thì lấy ớt, làm cái này gạch. Bỏ tiêu rồi, bỏ ớt cho tớ rồi, dược đây. Ok. Năm anh cây. Cây là lá ớt. Dung xào dược cây thôi. Còn làm anh cây lắm. Một cây dừa thì không cây lắm mà. Ngon lắm Lâm. Nó cắn ngon. Cắn mè ngon không? Cắn mấy mè anh không? Nó sẵn hai thứ rồi. Cái là làm từ gạo ra mà. Cái là gạo ra thôi. Ngon quá. Ớt ăn được không? Ớt nó không có cây, ớt luôn á, ớt bao á. Sống chưa xào không? Dạ. Dùng đỡ sống là mình dùng mình ăn sống này đó. Cây không? Ngọt. Ớt ngọt thì nó cây. Ớt đây mà ớt xào ăn nó ngọt rồi làm cho cái màu nó đẹp, màu sắc cho nó đẹp. Có màu đỏ, màu vàng, màu xanh. Nãy là lần đầu tiên anh có một món hả? Dạ. Em có hai món, không dùng hai món vậy là một món. Một món một dĩa nhất. Một món nhưng mà đầy đủ chất. Có thịt, có rau. Nhưng mà cũng là một món. Ngon lắm. Ai muốn tắm được. Nhưng mà em vẫn chán ngon hơn hơn. Anh ngon mà ngon. Anh cái gì ngon hả? Cái lúc nào ngon là đã đã luôn. Cái này ngon biển Hàn Quốc rồi. Lúc nào mà đang ăn ngon. Ăn ngon rất là sạch hả? Dạ. Mấy mình làm rồi
mình làm rồi lúc nào mà mình ăn thấy nó ngon miệng là mình mừng rồi thôi. Cứ mỗi ngày mình làm rồi nấu những món ăn rồi Dung chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn, rồi vừa ăn ngon miệng nữa là mình mừng lắm á. Nhưng mời cô chú anh chị và các bạn uống một miếng nước cam này, uống miếng nước cam đi, chia nước cam, hai vợ chồng cứ chia nước cam nó ngọt nhưng không có chia bia. Không biết gõ uống bia cô chú anh chị các bạn. Bia có vậy ạ? Đúng không? Wow, đang ăn uống nó đã ngon mơ luôn. Ngon quá luôn. Dung cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video của Dung. Dung mến chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày thật là bình an và vui vẻ. Thank you, bye bye and see you again. Thank you, bye.